Trong cuộc điện thoại với CNN, vài phút sau khi tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua năm 2024, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả ông Biden là tổng thống tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Ông Jason Miller, cố vấn của ông Donald Trump trước đó cũng đã bình luận về kịch bản tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cúi đầu trước áp lực của Đảng Dân chủ và ngừng nỗ lực tái tranh cử. Ông nói, về cơ bản không có gì thay đổi khi đề cập tới chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh, thực tế là dù là ông Joe Biden hay phó tổng thống Kamala Harris hay bất kỳ thành viên dân chủ nào khác, thì tất cả họ đều phải chịu trách nhiệm chung cho sự thất bại vì phá hủy nền kinh tế và phá hủy biên giới của chúng ta. Theo hãng tin Reuters, bằng cách từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, ông Biden đã dọn đường cho Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ông Biden, 81 tuổi, đã không đề cập đến bà Harris, chỉ đăng hình hoạt động của hai người khi tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử và không rõ liệu các đảng viên Đảng Dân Chủ cấp cao khác có thách thức bà Harris để giành được đề cử của Đảng Dân Chủ hay không. Mặc dù vẫn chưa rõ ai sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, ông Trump cho biết ông nghĩ Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn so với ông Biden. Người đứng đầu chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Richard Hudson, gọi quyết định rút khỏi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden là một vụ bê bối có quy mô lịch sử. Ông nói, Tổng thống của chúng ta đã mất năng lực, Đảng Dân Chủ biết điều đó và họ đã nói dối người dân Mỹ để che đậy điều đó. Cử tri sẽ không tha thứ hay quên đi sự phản bội cuối cùng đối với lòng tin của họ. Ông Houston cũng đặt câu hỏi về khả năng của ông Biden trong việc tiếp tục phần còn lại của chiến dịch tranh cử tổng thống, rằng nếu tổng thống không đủ sức khỏe về mặt tinh thần để vận động tranh cử, thì ông ấy cũng không đủ sức khỏe về mặt tinh thần để có mã hạt nhân. Mọi đảng viên dân chủ tại Hạ viện hiện phải trả lời, tổng thống có đủ sức khỏe để phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ không? Trong khi đó, lãnh đạo đảng dân chủ tại Thượng viện, Dick Dubin, đã ca ngợi quyết định rút khỏi cuộc đua giành chức tổng thống của tổng thống Mỹ Joe Biden, nói rằng ông luôn đặt đất nước lên hàng đầu chủ tịch ủy ban quốc gia dân chủ jamie harrison đã phát biểu về quyết định không tái tranh cử của tổng thống joe biden tại buổi họp đã lên lịch trước của ủy ban chứng thực đại hội đồng thời nhấn mạnh tổng thống joe biden là một tổng thống có khả năng chuyển đổi ông ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời ông ấy là một người đàn ông tốt một người đàn ông tử tế người đã làm rất nhiều cho quốc gia này đã làm rất nhiều để nhìn nhận chúng ta như những con người để coi trọng chúng ta để đấu tranh cho chúng ta với việc tuyên bố rút lui ông biden có khả năng gây ra một cuộc xung đột giữa các ứng cử viên khác để trở thành người được chọn điều đó đưa nền chính trị mỹ trở lại thời xa xưa khi các lãnh đạo đảng chọn ra một ứng cử viên thông qua việc thỏa thuận trong những căn phòng đầy khói thuốc và những vòng bỏ phiếu bất tận để đảm bảo được đề cử một ứng cử viên cần phải đạt được đa số phiếu tức là có nhiều phiếu bầu hơn tất cả phiếu của những ứng cử viên khác cộng lại nếu không ai đạt được điều đó thì sẽ xảy ra đại hội thương lượng trong đó các đại biểu tự do thương lượng với lãnh đạo đảng ngoài ra theo afp việc ông biden bỏ cuộc đã đặt ra hy vọng cho một ứng cử viên bên thứ ba, ngoài hai đảng chính là dân chủ và cộng hòa. Cho đến nay, không có ứng cử viên độc lập nào gây nguy hiểm cho hệ thống hai đảng thống trị của Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ, hôm 21 tháng 7 đã có thư công bố quyết định ngừng chiến dịch tranh cử của mình. Trong thư gửi người dân Mỹ, tổng thống Joe Biden cho biết, sau 3 năm rưỡi vừa qua, Mỹ có nền kinh tế mạnh nhất thế giới hiện nay. Mỹ đã có những khoản đầu tư lịch sử để xây dựng lại đất nước, giảm giá thuốc kê đơn cho người cao tuổi và mở rộng chăm sóc y tế giá cả phải chăng cho một con số kỷ lục người dân Mỹ. Chính quyền tổng thống Biden đã cung cấp chăm sóc y tế cho một triệu cựu chiến binh từng phơi nhiễm với các hóa chất độc hại, thông qua đạo luật súng đạn đầu tiên trong 30 năm, chỉ định nữ thẩm phán gốc Phi đầu tiên vào tòa án tối cao và thông qua đạo luật khí hậu có ý nghĩa nhất trong lịch sử thế giới. Nước Mỹ chưa từng ở vị trí tốt hơn để lãnh đạo như hiện nay. Tổng thống Biden cho rằng, mọi thành tựu kể trên sẽ không thể đạt được nếu không có người dân Mỹ cùng nhau, nước Mỹ đã vượt qua một đại dịch diễn ra sau một thế kỷ và một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái. Nước Mỹ đã bảo vệ và duy trì nền dân chủ của mình, đồng thời làm sống lại và củng cố các liên minh của Mỹ trên toàn thế giới. Tổng thống Biden nhấn mạnh, việc phục vụ người dân trên cương vị tổng thống là vinh dự lớn nhất cuộc đời ông và ông tin rằng việc ông ngừng tranh cử và chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống của mình là vì lợi ích tốt nhất của đảng và của đất nước. Tổng thống Biden cho biết, ông sẽ có bài phát biểu với người dân Mỹ và sẽ nói chi tiết hơn về quyết định của mình. Tổng thống Biden cũng bày tỏ biết ơn những người đã nỗ lực rất nhiều để giúp ông tái cử. Ông cảm ơn phó tổng thống Kamala Harris là một đối tác tuyệt vời trong nỗ lực này, đồng thời cảm ơn người dân Mỹ đã đặt lòng tin vào ông. Tổng thống Biden khẳng định rằng không có gì mà nước Mỹ không thể làm được nếu mọi người dân cùng đoàn kết và đồng lòng. Bên cạnh đó, tổng thống Joe Biden đồng thời ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ ra đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump. Theo giới quan sát, quyết định này là kết thúc đầy bất ngờ đối với sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông chủ thứ 46 tại Nhà Trắng. Qua đó cho thấy, tổng thống Biden, 81 tuổi đã phải nhượng bộ trước sức ép từ nội bộ Đảng Dân Chủ, muốn ông từ bỏ cuộc đua sau màn trình diễn đáng thất vọng trong màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình với đối thủ là ông Donald Trump hôm 27 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Biden đã phải hứng chịu áp lực ngày càng lớn từ bên trong Đảng Dân Chủ, muốn ông rút lui để nhường chỗ cho một ứng cử viên trẻ trung, năng động hơn, ra đối đầu với cựu Tổng thống Trump. Đến nay, đã có ít nhất năm thượng nghị sĩ và hơn 30 hạ nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ công khai kêu gọi Tổng thống Biden dừng bước và trao ngọn đuốc cho một ứng cử viên khác với lập luận rằng ông không thể giành chiến thắng vào tháng 11 tới. Một số nhân vật có tiếng nói trong Đảng Dân Chủ như lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakim Jeffrey, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hay cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thẳng thắn bày tỏ lo ngại với Tổng thống Biden về cơ hội của ông trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới trước đối thủ Trump. Các nhà phân tích nhận định Phó Tổng thống Harris đang nắm giữ một số lợi thế rõ ràng khi bà nằm trong danh sách ứng cử viên chiến thắng vào năm 2020 và là người nhận được hàng triệu phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ năm nay. Ngoài ra, bà đã vận động tranh cử trong nhiều tháng tại các bang giao động là gương mặt đại diện cho nỗ lực thúc đẩy quyền phá thai của phụ nữ. Và điều quan trọng nhất, bà là ứng cử viên duy nhất có thể tiếp cận nguồn tài chính mà chiến dịch tranh cử của ông Biden, bà Harris đã tích lũy được. Trước đó, nhiều nhà lập pháp dân chủ đã công khai tuyên bố sẽ ủng hộ bà Harris làm ứng cử viên của đảng nếu ông Biden rút lui. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21 tháng 7 đã tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử sau khi các thành viên đảng dân chủ mất niềm tin vào sự nhạy bén về tinh thần và khả năng ông đánh bại đối thủ Donald Trump. Động thái trên của ông Biden khiến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay rơi vào tình huống khó đoán định. Phản ứng trước quyết định bất ngờ của Tổng thống Biden, lãnh đạo nhiều nước đã bày tỏ sự tôn trọng cho quyết định của ông. Trong tuyên bố cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với nhà lãnh đạo Mỹ trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Biden đã đưa ra quyết định dựa trên những gì mà ông ấy tin tưởng sẽ phục vụ cho lợi ích cao nhất của nhân dân Mỹ. Trong khi đó, điện Kremlin cho biết đang theo dõi các diễn biến sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua. Đồng thời nhận định rất nhiều thứ có thể thay đổi trong giai đoạn hiện nay. Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn còn 4 tháng ở phía trước. Đó là một chặng đường dài, trong đó rất nhiều thứ có thể thay đổi. Chúng tôi cần chú ý theo dõi những gì sẽ diễn ra và ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Về phần mình, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn tổng thống Biden vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ trong cuộc giao tranh của đất nước ông. Ông cũng chia sẻ trên mạng xã hội X rằng nhiều quyết định mạnh mẽ đã được đưa ra trong những năm gần đây và chúng sẽ được ghi nhớ như những bước đi táo bạo của tổng thống Biden để đối phó với thời điểm đầy thử thách. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn sự lãnh đạo của tổng thống Biden. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết liên minh Australia Mỹ chưa bao giờ mạnh mẽ hơn với cam kết chung của chúng ta về các giá trị dân chủ, an ninh quốc tế, thịnh vượng kinh tế và hành động vì khí hậu cho thế hệ này và các thế hệ tương lai tại trung đông tổng thống israel isaac herzog cảm ơn người đồng cấp biden vì tình bạn và sự ủng hộ kiên định đối với người dân israel nhà lãnh đạo miêu tả ông biden là đồng minh thực sự của người do thái trong một bài đăng trên mạng xã hội x bộ trưởng bộ quốc phòng israel joab galan cảm ơn tổng thống biden vì sự hỗ trợ của ông và cho biết sự ủng hộ kiên định của ông đặc biệt là trong cuộc xung đột là vô giá thủ tướng ba lan donald tusk và thủ tướng canada justin trudeau cũng bày tỏ sự cảm ơn tới tổng thống biden đã đưa ra những quyết định khó khăn thủ tướng tusk viết nhờ đó ba lan mỹ và thế giới được an toàn hơn và nền dân chủ mạnh mẽ hơn